Sâu trong đồng ruộng mênh mông, đất miền Tây cò bay thẳng cánh. Lúc mạ mới lên thì xanh ngút ngát tầm mắt, nhìn chẳng thấy đường chân trời. Đất ruộng nhiều, dân cư thì thưa thớt. Xóm nào đông nhất cũng chỉ có khoảng 20 nóc nhà. Người sống thì ít hơn người chết. Họ nằm rải rác khắp nơi, không mồ mả, lạnh lẽo trong đất, những dìa xăm sắp nước. Những gò hoang tối tối đầy đốm lửa, lửa ma chơi. Một hôm, đang giữa trưa nắng gắt, thì bà Mười nghe tiếng người ồn ào huyên náo. Đang nằm ngủ trưa trên võng, bà bật dậy ngó ra. Hai người đàn ông đang khiêng một người đàn ông nữa, ngó xanh lè, bợt bạc, mềm nhũn vào. Còn người đàn bà bên cạnh thì vừa đi vừa khóc tức tưởi. Đang mắt nhắm mắt mở, bà định thần lại một lúc mới nhận ra là người quen hết. Họ là người trong xóm, và người đàn bà kia là thím thân, thường hay bán cá cho bà. Lúc này, ông Mười đã từ trong nhà bước ra, quát hai người đàn ông khi người bệnh lên phản, rồi ông lao đến, dùng chiếc đũa nạy miệng anh ta ra. Nhanh lên, giữ tay chân nó lại, không nó cắn lưỡi. Bà vào nhà, lấy cho tôi cái hũ màu xanh, nhanh, không chết người bây giờ. Lúc này, người bệnh co quắp tay chân, mắt long lên trắng dạ, miệng sùi bọt mép, răng nghiến càn cạt, ngó chừng nguy kịch đến nơi. Ông Mười mồ hôi nhễ nhại, dùng tay trái ấn huyệt trên trán, tay phải nhét chiếc đũa vào giữa hàm răng. Cầm cái hũ vợ đưa, đổ vào miệng cái chất lỏng có mùi hăng hắc, đổ trào ra ngoài. Chừng một lát, thân thể anh ta dần mềm lại, hơi thở đều hòa hơn, ông mới rút chiếc đũa ra. Ông nói với vợ, lấy thuốc trong hũ, pha nước ấm xoa ngực, lát tôi đưa vài thang thuốc về sắc. Sao nó bị vậy? Trước giờ, tao có nghe nói nó bệnh hoạn gì đâu. Ông Mười hỏi. Nó bị má nhập đó chú Mười. Người đàn ông có nốt ruồi trên má nói. Bậy mày, ma quỷ gì? Thiệt mà, chú biết tụi tôi tìm được nó ở đâu không? Trên gò bà Chín đó. Giọng anh ta run run. Lúc nhìn thấy nó là nó đang ngồi gục đầu, nói lảm nhảm trên gò đó, kêu nó không xuống. Nhìn hai mắt nó trắng dại hết rồi. Lúc tụi tôi mang nó xuống mà thấy lạnh hết cả sống lưng, chỉ sợ cũng bị nhập nữa thì khổ. Ông Mười yên lặng, cầm chung trà nhấp từng ngụm nhỏ, hướng mắt nhìn ra cánh đồng xa xăm. Màn đêm buông xuống, ram ran chỉ có tiếng côn trùng rung dế, gió lùa lá cây xào xạc như hòa vào sự cô tịch của đêm. Ông biết sau hàng cây cuối vườn nhà ông là cả một khoảng không mênh mông. Nơi đó giờ đây chỉ có gió mang hơi lạnh lẽo thổi qua cánh đồng mạ non và những gò hoang mã mồ hiu quạnh, những lùm cây rậm rạp thấp thoáng đốm lửa. Khi đến xứ này, ông đã nghe nhiều chuyện mà ông cho là hoang đường. Là một người học hành tử tế, ông không tin lắm. Nhưng sống đến tuổi này, sau khi trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời, có những chuyện mà thật tâm ông phải bán tín bán nghi. Giống như câu chuyện về cái gò thiên dân ở đây thường kể lúc sẵn sàng. Ngày đó có hai mẹ con lưu lạc đến xứ này. Người mẹ nhìn không thể đoán được tuổi vì những nếp nhăn chằng chịt trên khuôn mặt sạm đen, nhưng dáng vẻ rất nhanh nhẹn. Cô con gái khoảng 17-18, có đôi gò má hồng và mái tóc đen dài. Họ đến từ một chiếc xuồng cũ. Bà mẹ cầm dầm lái, chiếc xuồng tấp vào cuối bến sông. Trời chạng vạng tối, dòng sông bắt đầu đổi màu. Gió chiều len qua từng làn áo người lành lạnh. Mọi người ngó ra, rồi có vài người bước đến hỏi han. Ở đây người còn ít, nên mỗi khi có thêm người đến thì ai cũng mừng. Vậy là từ đó, cuối xóm có thêm một mái nhà lá nhỏ. Hằng ngày, công việc nhà nông cực khổ, bà Chín gánh vác hết. Cô con gái ở nhà lo nấu cơm đợi mẹ về ăn. Có thể thấy bà yêu thương cô gái vô cùng. Dù bà mặc bộ đồ sách vá chằng vá đụm, nhưng cô gái thì tươm tất trong chiếc áo bà ba lành lặn. Và đáp lại tình yêu của mẹ,
cô gái nhỏ lúc nào cũng quẩn quanh chân bà, líu lo như con chim non, làm cho bà vui. Cuộc sống trôi qua tuy vất vả cực nhọc, nhưng đối với họ cũng khá êm đềm. Cô gái càng lớn càng phóng phao xinh đẹp. Cô như bông hoa mới nở ở cái vùng quê heo hút này. Ba mẹ đã bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nhận ra ánh mắt khao khát của đám trai làng dành cho cô. Vậy mà cuộc sống sao quá tàn nhẫn với bà, khi đang tâm cướp đi mất nguồn sống duy nhất, là biết bao nhiêu hy vọng mà bà ấp ủ nâng niu. Vào một buổi chiều mùa lũ, mọi người nghe thấy tiếng kêu thất thanh của bà Chính phát ra từ căn chòi nhỏ. Khi chạy đến, họ nhìn thấy bà đang kêu gào tên con gái. Căn nhà nhỏ trống toát, cho bếp nguội lạnh, xung quanh mênh mông là nước. Cô gái có thể đi đâu? Mọi người chia nhau đi tìm. Họ gọi tên cô gái vang cả cánh đồng đang ngập chìm trong nước lũ. Đến tối, lần lượt từng chiếc xuồng trở về trong sự thất vọng. Bà Chính như phát điên. Bà hỏi mọi người có thấy con bà đâu. Trước đến giờ, cô gái chỉ quanh quẩn quanh nhà. Chỉ khi đi cùng bà, cô mới ra khỏi căn chòi nhỏ. Bà chỉ vừa đi một lát thôi, khi ngoái lại, bà còn nhìn thấy con gái đứng trông theo. Vậy mà khi trở về, bà gọi chẳng thấy ai thưa dạ, tìm khắp nơi cũng chẳng thấy. Cô đã đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người nhìn nhau lắc đầu. Cô cũng không có cách nào đi xa được, vì bà Chính đã lấy chiếc xuồng duy nhất đi rồi. Đêm càng khuya, khi chiếc xuồng cuối cùng trở về, họ nói là họ đã đi tìm rất xa, rất sâu trong bưng mà vẫn không tìm được. Mọi người đành quay về. Ngày mai họ sẽ tiếp tục đi tìm. Bà Chính gào khóc tên con, rồi bà bật dậy đòi đi tìm con. Mọi người phải cắt cử người trông coi bà, vì đêm xuống, ngoài đồng sâu mênh mông nước, tối đen, không nhìn rõ mặt người. Vậy mà nửa đêm, mọi người không thấy bà Chính đâu nữa. Bà mẹ tội nghiệp đã bỏ đi tìm con lúc nào không hay, giữa màn đêm mịt mù. Từng cơn gió thổi lạnh lẽo, bà như muốn xé toạc màn đêm ra tìm. Tiếng bà khàn đi vì gọi con, chỉ còn thanh âm của tiếng lòng bà đang nức nở. Con ơi, con ở đâu? Đến gần sáng, khi trời đất còn tờ mờ, mọi người lo lắng đi tìm, thì họ nghe tiếng kêu. Không phải là tiếng người nữa, mà là tiếng một con thú bị thương. Tiếng gào lên, não nùng đau đớn đó vẫn còn ám ảnh trong ký ức nhiều người rất lâu. Đó là tiếng bà Chính. Không biết bằng cách nào, có lẽ là nhờ linh cảm của người mẹ, mà bà đã tìm được con gái giữa đầm nước mênh mông. Mọi người vội vàng theo tiếng bà tìm đến. Nơi gò đất nổi lên giữa đồng như một ốc đảo, là một cảnh tượng thương tâm. Bà Chính ôm chặt cô gái, giờ chỉ còn là một cái xác không hồn. Khó khăn lắm, người ta mới kéo bà Chính ra khỏi con mình. Bà cứ như con thú dữ, không cho ai đến gần xác cô gái. Ai động đến là bà cào cấu. Mắt bà long lên sòng sọc, hai hàm răng xích lại ken két. Giọng bà giờ chỉ còn là tiếng gầm gừ trong cổ họng. Phải đợi đến xế chiều hôm đó, khi bà lả người đi, thì mọi người mới dàn xác cô gái ra khỏi lòng bà, trói bà lại đưa về. Rồi họ lo việc chôn cất cô gái. Những người phụ nữ thay cho cô bộ quần áo lành lặn, vì đồ trên người cô rách bươm. Họ không cầm được nước mắt khi nhìn thấy những vết thương trên người cô, khi bọc cô trong manh chiếu. Mùa lũ năm đó nước dâng rất cao. Vì nước lũ ngày càng dâng cao, nên xác cô được chôn ngay ở gò đất đó. Vào mùa này, tìm được nơi chôn người chết là may mắn lắm. Ai cũng xót thương cho cô gái xấu số. Họ cắm vài nén nhang rồi ngậm ngùi quay về. Đó là một buổi chiều đầy gió chướng. Cái chết bất ngờ của cô gái chẳng ai giải thích được nguyên do. Từ đó đến nay, ngót nghét hơn 20 năm trời, câu chuyện tưởng chừng như đi vào quên lãng. Nhưng cái tên Gò Bà Chính đã trở nên ám ảnh dân xứ này. Vì không ai còn nhớ cô gái tên là gì, nên họ gọi theo tên bà mẹ. Và họ có nhắc đến nơi đó
cũng bằng cái giọng sợ hãi. Từ lâu, tuyệt nhiên không dám đi ngang đó, nhất là đám đàn ông. Vì nơi đó lẩn khuất một hồn ma của cô gái chết oan, mang nỗi oán hận trả thù. Người ta nói cô con gái bà Chín chết vì bị làm nhục bởi một kẻ trong vùng, nên bất cứ đàn ông nào đi ngang qua đều bị cô giật chết tươi. Gió vẫn lùa qua hàng cái xào xạc, mang hơi lạnh của đêm. Chợt ông Mười thấy ớn lạnh dọc sống lưng. Không biết là vì gió hay vì câu chuyện xa xưa, nhưng hình ảnh thằng thân lúc trưa cứ bám riết lấy tâm trí ông. Hôm sau, ông thả bộ ra thăm ruộng. Cánh đồng mạ non mơn mởn trải rộng, mát rượi cả mắt, hứa hẹn một mùa bội thu. Ông Mười khoan khoái hít một hơi, rồi ngồi xuống bờ đê phấn điếu thuốc. Chợt ông thấy xa xa có bóng một ông già búi tóc cũ tội, râu dài, đang lơm khơm bên mé ruộng. Ông Mười nhướng người kêu to: "Ông Năm ơi, qua đây ngồi hút điếu thuốc chơi." Ông già ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn, rồi cười, giọng ông sang sảng: "Thằng Mười đó hả? Sau nay thăm ruộng sớm vậy?" Ông Năm đã ngoài 70 tuổi, nhưng trong ánh mắt thần thái còn rất nhanh nhẹn, tinh anh. Ông mặc phong phanh một chiếc áo bà ba, để lộ bộ ngực sáng chắc, sải bước nhanh trên bờ đê gập ghềnh, bập bập điếu thuốc rê. Ông cất tiếng cười sảng khoái: "Năm nay trúng mùa đó mày, lúa tốt quá. À, mà hôm qua nghe nói thằng thân bị gì hả? Nó bị gì vậy, khỏe chưa?" "Con cho mấy thang thuốc về sát rồi ông Năm, cũng đỡ rồi. Nghe mấy người trong xóm nói là nó bị bà Chính giật." "Bậy bà!" Ông Năm quát to: "Ma có gì, tao ở đây từ xưa đến nay mà có thấy gì đâu, toàn đồn đãi bậy bạ. Con nghe nói nhiều người gặp lắm rồi." Ông Mười hỏi dò. Ông đang muốn biết rõ hơn về câu chuyện xa xưa, dù những người biết câu chuyện xưa đó chẳng còn mấy nữa. Ông hy vọng ông Năm sẽ biết nhiều hơn những gì mà ông nghe kể. Nhưng ông nhanh chóng thất vọng. Ông Năm vội vàng đứng dậy bỏ đi, sau khi buông một câu nhẹ tên: "Tao không tin có ma, gặp tao mới tin." Rồi ông bỏ đi, để lại ông Mười với những câu hỏi trong lòng. Nguyên do cô gái chết, câu trả lời ông Mười còn chưa tìm được, thì lại có những chuyện khủng khiếp xảy ra ngay sau buổi chiều hôm đó. Tối 14 trăng non, trên chết nhô lên sau bờ tre, trải thứ ánh sáng dịu dịu trên xóm làng yên ngắn. Tầm giờ này chẳng còn ai ra khỏi nhà, văng vẳng trong đêm chỉ có tiếng chó sủa. Ông Năm lững thững đi về nhà sau cuộc nhậu trong xóm. Ông uống khá nhiều nên thấy bước chân mình chến choáng. Từ khi vợ mất, ông thường say, phần vì cuộc sống cô quạnh, phần vì đến cái tuổi này thì ông thường nhớ lại những chuyện xa xưa. Ông cần men rượu để đưa vào giấc ngủ. Ông nấc lên, hơi rượu nồng nặc, bước chân ông dừng lại. Trước mặt ông chợt lờ mờ hiện lên một màn khói mỏng mờ đục. Ông Năm cố gắng đưa tay lên dụ mắt. Có lẽ rượu khiến đôi mắt già kèm nhem không nhìn rõ chăng. Tay ông chợt lạnh buốt, hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến người ông như tê dại. Không biết bằng cách nào, ông đang đứng trước cái nơi đáng sợ nhất vùng này, Gò Bà Chín. Ông thảng thốt: "Từ lúc trở lại nơi này, ông chưa từng đến gần đây. Đối với ông, mọi thứ đã bị chôn vùi từ lúc ông bỏ nơi này ra đi hơn 20 năm trước. Bây giờ ông đã là một ông lão râu tóc bạc phơ, mà quá khứ vẫn ám ảnh ông. Trước mặt ông, sau màn sương mỏng lạnh lẽo, cái gò đất đen như nhắc ông nhớ lại chuyện xưa. Từ cái ngày hôm đó đến nay, ông chưa từng có một đêm ngon giấc. Cứ nhắm mắt lại là nghe tiếng khóc, và nhất là đôi mắt đó cứ bám riết lấy ông. Đôi khi đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, ông giật mình vì tiếng thét gào ai oán văng vẳng trong đêm. Đôi chân ông run rẩy khều xuống, hai tay đưa lên bưng lấy mặt. Ông không dám nhìn vào khuôn mặt người con gái đó, khuôn mặt trắng đầy máu tươi,
đôi mắt to vằn những tia máu, nhìn chòng chọc vào ông hằng đêm trong suốt bao nhiêu năm. Trong giấc mơ, ông cố sức chạy, chạy thật xa, nhưng tay ông ù đặc vì tiếng gào thét. Khi kiệt sức dừng lại, đưa tay lên vuốt mồ hôi chảy trên mặt, chợt ông tởm lộm vì mùi máu tươi. Nhìn lại, ông kinh hoảng vì nhận ra tay ông đẫm máu. Hoảng loạn, ông giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn ra như tắm. Ông bỏ xứ ra đi, những tin rằng cuộc đời sẽ thanh thản hơn. Nhưng không, đến bây giờ, sau những năm tháng lưu lạc xứ người, sắp gần đất xa trời, ông vẫn chưa rũ bỏ được quá khứ tội lỗi. Và khi đối mặt với nơi này, ông biết mình không thể trốn được nữa. Tay vẫn úp vào mặt, ông kêu lên: "Cô còn theo tôi đến bao giờ? Chuyện ngày xưa là do cô tự chuốc lấy. Tôi đã muốn cô chết như thế là do cô, là do cô." Một tiếng rít vang lên, nghe chỉ tiếng phát ra từ hai hàm răng người nghiến chặt. Chợt ông Năm ngẩn phát mặt, nhìn trừng trừng lên gò đất, đôi mắt như lòi ra khỏi tròng. Máu của ông dường như ngừng chảy trong huyết quản vì nỗi kinh hoàng không sao diễn tả bằng lời. Trên gò tối, một bóng người hiện ra, lơ lửng trong màn sương ngả màu đỏ như máu loang. Ông nhìn lại, đôi tay ông đầy máu, máu nhỏ từng giọt lên chiếc áo ông đang mặc. Ông định vùng chạy, nhưng chân như chôn chặt xuống đất. Đây là cơn ác mộng cuối cùng của đời ông. Cũng là lần ông nhìn thật gần khuôn mặt đó. Đôi mắt mở trừng trừng, vằn lên thù hận. Đó là đôi mắt mà ông đã không dám nhìn vào buổi chiều hôm đó, khi bỏ cô nằm lại trên gò đất lạnh. Ông nhìn rõ cả vết thương móng tay ông cào trên da thịt cô gái, hằn lên từng làn đỏ rớm máu. Quần áo cô gái rách bươm trong cơn cuồng say của ông. Lúc đó, ông chẳng khác nào một con dã thú say mồi. Đến khi cô gái lả người, ngất đi, ông mới thả cô ra. Ông rùng mình, từng ngón tay cô gái chạm vào người ông lạnh buốt thấu xương. Những ngón tay bật cả móng, bám đầy bùn đất khi cô cố bấu víu xuống gò đất để chống chọi. Mớ tóc đen dài, rối bù xõa vào mặt ông. Trong cổ họng cô gái vang lên những thanh âm nức nở, nửa như rên rỉ, nửa như là tiếng uất nghẹn. Cái miệng mím chặt của cô từ từ há ra đầy máu. Ông Năm rú lên, trên tay ông là nửa cái lưỡi của cô còn nóng hổi, đỏ máu. Cô gái trong nỗi tủi nhục, mắt mở trừng trừng, như nhìn theo ông, vội vã chống xuồng bỏ đi. Đôi mắt đó giờ đang nhìn ông với nỗi hận thù ghê gớm. Giây phút cuối đời, ông nhận ra gây ra nợ máu, ông phải trả bằng máu. Tiếng thét dài xé toạc màn đêm, kéo dài cả khoảng không mênh mông. Tiếng thét làm sởn gai óc, đánh thức mọi người trong vùng dậy. Cả nhà ông Mười choàng tỉnh. Tiếng chó tru từng hồi làm gây rợn thêm màn đêm. Ông mở hé cửa nhìn ra ngoài. Thứ gì đã gây ra âm thanh khủng khiếp đó? Ai oán như một tiếng khóc than thảm thiết. Ngoài đồng xa, mọi vật ngập chìm trong ánh trăng. Trăng đêm nay đỏ tươi như màu máu. Phải đến 3 ngày sau, người ta mới tìm ra xác ông Năm ở gò. Từ xa, họ đã thấy ông ở tư thế quỳ gối, gục đầu vào gò đất. Lúc đến gần nhìn, thì cái xác khô cứng co quắp lại, đôi tay bấu vào ngực. Nét mặt ông nhăn nhúm đến biến dạng. Riêng cặp mắt trắng dạ như muốn lòi ra khỏi tròng. Mọi người im lặng, không khí bao trùm sự sợ hãi. Không ai dám nói câu nào. Họ tránh ra, nhường cho ông Mười đến gần xem. Ông nhìn kỹ, trên khóe miệng ông Năm có một vệt máu khô chảy dài xuống cổ. Ông ngoắc mọi người đến đỡ cái xác nằm xuống. Nhưng kỳ lạ, thi thể co quắp không thể nào kéo ra cho thẳng. Ông nhìn vào khuôn mặt người chết. Ông ta đã nhìn thấy gì? Cái gì đã gây ra cái chết kinh hoàng đến vậy? Ông Mười nhìn xung quanh, đồng không mong quạnh. Chuyện ông Năm cắn lửa chết tươi
ở Gò Bà Chính, chẳng mấy chốc lan truyền khắp vùng. Người ta nói về chuyện đó một cách sợ hãi, thì thào với nhau trong những buổi chợ. Cái chết của ông Năm càng làm nỗi sợ nơi đó lớn thêm. Nỗi ám ảnh về hồn ma ở nơi đó lấn át tất cả. Đã lâu rồi chưa xảy ra chuyện ghê gớm đến vậy. Và câu chuyện còn được nhắc lại rất lâu, như để chứng minh thêm sự thâm mưu của vùng đất này.